Chào mừng mọi người đến với buổi chia sẻ của tôi, giới thiệu về Waypoint của HashiCorp. Tôi là Hans Hanselberg, nhà phát triển tại HashiCorp, phụ trách phát triển lõi và đám mây console, nhưng không phải trên Waypoint. Dù vậy, tôi rất hào hứng khi được ở đây và giới thiệu về nó. Nếu có hứng thú với những chủ đề chuyên sâu và nâng cao hơn, các bạn nên xem phần chia sẻ từ đồng nghiệp của tôi là Rail và Jamie. Họ đều là nhà phát triển Waypoint. Như đã giới thiệu, tên tôi là Hans Hanselberg. Mọi người có thể liên lạc với tôi qua twitter.com/hanshanselberg nếu có bất cứ câu hỏi gì về console, HTTP console và cả Waypoint nữa. Nếu các bạn muốn, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ và tìm chuyên gia mà các bạn cần. Như các bạn thấy, đây là ảnh của tôi. Tôi cũng là một người nuôi ong. Đây là việc tôi làm trong thời gian rảnh. Ong là những sinh vật nhỏ bé, tuyệt vời. Chúng còn làm ra mật ong nữa. Cách chúng làm ra mật luôn khiến tôi kinh ngạc. Để thêm vào thì tôi có cả ảnh tổ ong mà tôi mới chụp cách đây vài ngày. Thời tiết đang chuyển lạnh ở vùng tôi sống tại Đức. Đó là lý do lũ ong tập trung lại cực kỳ sát nhau. Chúng đập cánh để tạo ra nhiệt. Giống những tay đua xe đạp, chúng cũng đổi chỗ cho nhau. Chúng di chuyển từ ngoài vào trong và ngược lại để tất cả các chú ong đều tạo ra nhiệt và đóng góp cho cả tổ. Vậy là tất cả đều có thể đóng góp cho cộng đồng. Ở giữa đàn ong có một ong chúa. Vậy là chúng có thể xem đã thu thập đủ thức ăn chưa? Đây là khung tổ ong. Chúng có thức ăn dự trữ như mật ong, đường tôi thêm vào cho chúng, vì tôi đã lấy ra gần hết số mật rồi. Giờ chúng sẽ chỉ ở yên đó cả mùa đông, tạo ra nhiệt và mong là chúng sẽ sống sót. Tôi cũng mong vậy. Gần đây tôi cũng có kiểm tra tổ ong để xem chúng còn ở đó không, xem tôi cần làm gì nữa không. Thực ra thì vào mùa đông, bạn không thể làm gì nhiều vì ong ghét mùa đông và chúng sẽ không rời tổ, cảm giác như là đừng làm phiền chúng quá nhiều vào thời điểm đó. Dù sao thì hãy tiếp tục với phần chia sẻ và các bạn có thể gửi câu hỏi về việc nuôi ong cho tôi nếu muốn. Dù không phải chuyên gia nuôi ong, tôi rất vui được trao đổi về việc đó. Vậy là Waypoint. Hãy bắt đầu với phần động lực. Tôi muốn giải thích cho các bạn lý do căn bản. Khi có người bảo rằng, này, chúng ta sắp có thêm hai sản phẩm mới là Waypoint và Boundary. Tôi đã nghĩ rằng tại sao chúng ta cần hai sản phẩm mới chứ? Chúng ta đã có Console, Nomad, Vagrant, Packer, Vault, Terraform. Chúng ta cần thêm sản phẩm mới ư? Liệu có phát triển được chuyên sâu không? Nhưng đây sẽ là tình huống bạn gặp phải khi ở một công ty hoặc với những nhà sáng lập rất hứng thú hoặc có đam mê về các quy trình công việc cho nhà phát triển và thực sự muốn cải thiện những quy trình này. Điều tuyệt vời là chúng tôi được thấy rất nhiều quy trình công việc khác nhau, được tiếp xúc với đủ loại công việc mà mọi người đang làm. Vậy nên chúng tôi được mở rộng góc nhìn và phát hiện những khuôn mẫu. Việc đó giúp chúng tôi có ý tưởng về mặt nào có thể cải thiện nhiều nhất. Rồi, giờ ta sẽ xem xét một vòng đời phát triển điển hình cho ứng dụng nhé. Hãy bắt đầu với việc viết ứng dụng. Rồi nhà phát triển sẽ kiểm tra thử ứng dụng. Sau đó là bước xây dựng tạo tác. Chúng ta triển khai tạo tác này, nghĩa là chia tách một phiên bản EC2 hoặc bắt đầu một bộ chứa Docker. Tiếp đến, chúng ta sẽ phát hành ứng dụng. Nghĩa là cho mục đó, điều ta hướng tới là chẳng hạn như quản lý lưu lượng truy cập. Bạn muốn điều hướng lưu lượng sang phiên bản mới hoặc bộ chứa mới. Có lẽ bạn chỉ thay đổi cân bằng tải hoặc phát triển Blue Green, triển khai Blue Green. Việc này tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Rồi sau đó ta bắt đầu vận hành ứng dụng. Nghĩa là quản lý toàn bộ nền tảng trên mọi phương diện khác nhau.
bao gồm các công cụ như Terraform, Nomad, AWS và vân vân. Rồi cuối cùng chúng ta có bước đo lường. Mọi nhà phát triển đều muốn biết ứng dụng của ta đang hoạt động ra sao, nó có hữu ích không, có hoạt động tốt không, nó có làm việc mà chúng ta nghĩ nó đang làm không, kiểu như vậy. Và giờ chúng ta sẽ xem xét từng mục để hiểu ý nghĩa của chúng và tìm ra những phần có thể cải thiện. Viết ứng dụng thì tất cả đã hiểu rồi. Mọi người sẽ dùng IDE, họ cũng dùng Vim, Emacs và những thứ tương tự khác. Mong là mọi người hài lòng với lựa chọn của mình, có thể tự do sử dụng các lựa chọn khác. Việc này không phải là vấn đề gì lớn, vì ta có VS Code, có IDE cụ thể dành cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ta cũng có Vim và Emacs, vân vân. Kiểm thử. Cũng là phần mọi người đều hiểu rõ, hầu hết mọi người sẽ kiểm thử cục bộ, rồi họ sẽ lưu lại mã trên hệ thống quản lý phiên bản mã giống như Git. Sau đó mã sẽ được gửi tới GitHub. Sau đó trên GitHub sẽ kích hoạt bản dựng và CircleCI chẳng hạn. Nó giống như kiểm thử mã của bạn từ xa, để có thể tự tin rằng mã không chỉ hoạt động trên máy của bạn. Phần đó cũng ổn rồi. Chúng tôi nghĩ rằng mảng đó có rất nhiều công cụ và chúng thường hoạt động rất tốt. Giờ tôi sẽ bỏ qua 3 mục xây dựng, triển khai và phát hành. Chúng ta sẽ xem xét phần vận hành trước. Vận hành. Với vận hành, ta nghĩ tới tất cả các công cụ đang được sử dụng để vận hành nền tảng của bạn như Terraform, Nomad, Kubernetes. Cách bạn vận hành các máy AWS hoặc điện toán đám mây Google hay cụm Kubernetes cùng những thứ tương tự. Đã có rất nhiều sản phẩm tốt trên thị trường rồi. Chúng tôi cũng có những sản phẩm riêng để quản lý sự phức tạp đó, nên phần đó cũng khá ổn. Nếu xem xét thì phần đo lường cũng khá ổn. Bạn có thể gửi nhật ký của mình tới Splunk và Datadog. Bạn có thể thêm tính năng theo dõi vào ứng dụng của mình. Vậy nên về phần này, bạn có tất cả công cụ cần thiết để thu nhận đủ thông tin chuyên sâu và biết được ứng dụng đang làm gì, quan sát ứng dụng khi nó đang chạy. Và như đã nói, tôi có bỏ qua phần xây dựng, triển khai và phát hành. Ba tác vụ này là chúng ta gặp vướng mắc ở đây vì nghĩ rằng nó không ổn lắm, có thể cải thiện ở nhiều phương diện, và bởi vì mỗi bước lại vô cùng phức tạp và không có tính trừu tượng hay giải pháp nào phù hợp để xử lý mức độ phức tạp như vậy. Vậy ta hãy cùng xem mỗi bước có gì phức tạp nhé. Đầu tiên là về phần xây dựng. Nếu bạn muốn xây dựng, thường thì mã không thể tự chạy, phải không? Bạn cần biến nó thành một tạo tác để có thể chạy mã trên nền tảng của mình. Mã đó có thể được viết bằng ngôn ngữ Ruby, nghĩa là tôi vừa nhận ra là tôi nhắc tới Ruby đầu tiên, đúng là hài hước, bởi vì ngôn ngữ đầu tiên tôi học là Ruby, nhưng đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhắc tới Ruby đầu tiên, nó có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Dù sao thì hiện tại tôi đang dùng Golang, nhưng có nhiều người đang viết ứng dụng bằng Scala, Java, Lua và những thứ tương tự đủ dạng ngôn ngữ C, C++. Vậy nên có rất nhiều loại ngôn ngữ và chúng đều có vị thế riêng. Vấn đề là không có cách đồng nhất để xây dựng tạo tác cho nền tảng của bạn, cho tất cả các loại ngôn ngữ khác nhau. Vậy nên không chỉ có những ngôn ngữ khác nhau, bạn còn phải nghĩ tới tôi có cần bộ chứa Docker không?
Giả sử tôi dùng ảnh Dunkirk kép, vậy tôi có cần Amazon Machine Image không? Rồi có lẽ bạn dùng Packer để tạo hình ảnh cho máy ảo, hoặc bạn cần một thứ khác như một tệp thực thi dành cho Golang, thì có lẽ bạn cần sử dụng lệnh GoBuild. Vậy là bạn đối mặt với sự phức tạp về ngôn ngữ lập trình và nền tảng bạn sử dụng, rồi còn cả sự phức tạp về công cụ nữa. Bạn không thể xây dựng mọi thứ bằng cùng một loại công cụ, đúng chứ? Tùy thuộc vào ngôn ngữ và nền tảng bạn lựa chọn, bạn sẽ phải chọn một công cụ khác. Điều này cũng áp dụng với cả quy trình triển khai. Vậy là tùy vào bạn triển khai thứ gì? Ví dụ như một hình ảnh trên Kubernetes hay ảnh Docker lên Kubernetes. Bạn đang chia nhỏ một ứng dụng mà bạn muốn chạy lên EC2, vậy bạn sẽ cần một công cụ khác. Không có công cụ nào cung cấp tính trừu tượng cho những tác vụ dạng này. Ta có thể thấy sự phức tạp có hai chiều. Một bên là các nền tảng công cụ, ngôn ngữ khác nhau, vân vân. Rồi về mặt công cụ thì là công cụ nào có thể được áp dụng cho từng bước. Quy trình phát hành cũng áp dụng tương tự. Phát hành có thể là bạn chỉ đang thêm phiên bản cho cân bằng tải thấp. Thật sự thì phát hành có thể là bạn đang viết ra những quy tắc kiểm soát để quản lý lưu lượng truy cập, hoặc cũng có thể là bạn đang triển khai trên Mesosphere hay tương tự thế và triển khai Bluegreen. Rõ ràng là mọi việc đều rất phức tạp. Không có cách nào hay để thống nhất quá trình đó cả. Do vậy, chúng tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng ở đây. Điều lý tưởng nhất mà chúng tôi hình dung là bạn có mã nguồn trong kho lưu trữ. Rồi bên cạnh mã nguồn, ta sẽ có một tập tin kê khai. Thông thường thì nó sẽ ở ngay cạnh mã nguồn trong kho lưu trữ của bạn. Tập tin kê khai này sẽ chỉ định rõ ràng điều bạn muốn làm, vị trí và cách thức xây dựng tạo tác, quy trình triển khai ra sao, phát hành như thế nào. Đây chính là ý tưởng của Waypoint, thứ mà Waypoint muốn đạt tới. Chúng tôi muốn cung cấp tính trừu tượng cùng những cách khác nhau để xây dựng tạo tác, thời gian chạy khác nhau và cách phát hành ứng dụng của bạn. Được rồi. Tất cả những thứ đó, ước mơ, hy vọng của chúng tôi. Điều chúng tôi đang cố cải thiện được đại diện bởi một mệnh lệnh sau đây, Waypoint Up. Rõ ràng là nó hơi... Lệnh này làm được rất nhiều việc. Bạn có thể sẽ không muốn làm tất cả những việc này mà không... Bạn có lẽ sẽ muốn làm riêng lẻ. Thế cũng không sao cả. Rõ ràng là Waypoint cung cấp cách để chạy tất cả các mệnh lệnh phụ riêng lẻ. Nhưng mục đích của phần giới thiệu này là để cho thấy tính năng của Waypoint, cách mà nó nên hoạt động, cách xây dựng, triển khai và phát hành nên diễn ra dành cho nhà phát triển. Waypoint Up là một lệnh chạy trong kho lưu trữ của bạn. Nó sẽ kiểm tra tập tin kê khai và xây dựng, triển khai cũng như phát hành ứng dụng của bạn cùng một lúc và lần lượt theo thứ tự. Khi chạy lệnh Waypoint Up, nó sẽ làm tất cả những việc này. Tập tin kê khai của bạn sẽ... Chuyện này có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau, đúng chứ? Tùy thuộc vào việc chương trình của bạn được viết bằng ngôn ngữ gì, bằng Ruby, Java, Golang, Scala, v.v. cũng như tạo tác bản dựng của bạn trông sẽ như thế nào. Waypoint sẽ tạo ra những thứ này từ cấu hình do bạn thiết lập, hoặc là nó sẽ ngầm hiểu, nhưng nó sẽ tìm hiểu xem đó là ứng dụng Ruby, Golang hay tương tự thế. Rồi nó sẽ triển khai tạo tác này ở vị trí bạn cần. Nó sẽ triển khai tạo tác tới phiên bản Docker cục bộ của bạn
nếu bạn muốn xem cách nó hoạt động cục bộ. Waypoint cũng sẽ triển khai cụm Kubernetes trong quá trình sản xuất hoặc khởi động một phiên bản EC2, bất cứ thứ gì bạn muốn. Cuối cùng thì Waypoint sẽ thực hiện việc phát hành. Nó phát hành ứng dụng bằng cách điều hướng lưu lượng truy cập thông qua cân bằng tải hoặc thiết lập console để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các điểm cuối sẵn có sang các điểm cuối mới được triển khai. Vậy nên Waypoint là một công cụ hợp nhất dành cho việc xây dựng, triển khai và phát hành ứng dụng của bạn. Và tôi muốn trình bày những nguyên tắc đã định hướng cho quá trình phát triển Waypoint, những điều quan trọng đối với chúng tôi như lý do chúng tôi nghĩ tới nó, lý do chúng tôi phát triển nó. Đây là những nguyên tắc nền tảng để xây dựng nên Waypoint. Như tôi đã nói, đầu tiên là khả năng mở rộng. Chúng tôi muốn cung cấp các quy trình công việc. Chúng tôi không muốn chỉ định bạn phải sử dụng nền tảng nào, phải dùng ngôn ngữ lập trình nào, phải xây dựng tạo tác của bạn ra sao. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp mọi thứ bạn cần để Waypoint có khả năng mở rộng cao nhất có thể, để bạn tích hợp nó với quy trình công việc của mình, với cách bạn triển khai ứng dụng của mình, với cách bạn xây dựng tạo tác và với cách thức phát hành của bạn. Đó là lý do Waypoint cung cấp mọi thứ, và mọi thứ trong Waypoint đều là tiện ích bổ trợ. Tính năng hỗ trợ cho AWS là tiện ích bổ trợ, cho Kubernetes cũng là tiện ích bổ trợ, và cho Azure cũng là tiện ích bổ trợ. Mọi thứ đều có thể được chỉnh sửa, thêm vào tùy ý. Mọi thứ không có gì là cố định và bó buộc trong một nền tảng duy nhất. Vậy nên bạn có thể... Chúng tôi có thể thêm tính năng hỗ trợ dành cho mọi thứ trên các nền tảng khác nhau. Và bạn cũng có thể làm điều tương tự. Hiển nhiên là chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng lớn xung quanh Waypoint để từ đó phát triển và giúp đỡ lẫn nhau. Waypoint có thể mở rộng được nên bạn có thể điều chỉnh nó tùy theo nhu cầu. Không chỉ mở rộng được trên phương diện nền tảng vận hành hay ngôn ngữ lập trình mà nó có thể xây dựng tạo tác. Waypoint có thể mở rộng về cách tương tác qua lại. Nếu là một công ty nhỏ, chỉ có mình tôi thôi, có lẽ lúc bắt đầu tôi sẽ sử dụng Waypoint, Waypoint CLI và Waypoint App chẳng hạn. Như vậy là đủ. Sau đó tôi sẽ đánh giá việc triển khai và xem nó hoạt động thế nào. Nếu công ty bạn lớn hơn, giả sử mục tiêu của bạn, quy trình công việc của bạn tập trung vào một hệ thống quản lý phiên bản như GitHub, vậy có lẽ bạn đã có sẵn quy trình công việc hợp nhất vào nhánh chính để kích hoạt bản dựng. Và Waypoint được xây dựng để có thể tích hợp những thứ này vào GitHub chẳng hạn. Waypoint cũng được xây dựng để có thể tích hợp vào kiểu vận hành SharedOps. Nếu bạn đang vận hành trên các nền tảng thông qua chương trình chat như Slack, HipChat hay Teams, bất cứ thứ gì hỗ trợ việc tương tác với máy chẳng hạn, đều có thể được dùng để kiểm soát Waypoint. Xây dựng và phát hành ứng dụng. Như tôi đã nói, Waypoint rất linh hoạt, nên bạn không thể chỉ dùng quy trình công việc GitOps hoặc SlackOps cho mọi việc. Bạn luôn có thể phối kết hợp giống như cách Waypoint đang cung cấp các tiện ích bổ trợ cho nhiều nền tảng khác nhau. Bạn có thể kết hợp mọi thứ bạn muốn. Bạn có thể xây dựng một tạo tác cho mọi yêu cầu kéo vào nhánh chính đang được hợp nhất rồi triển khai và phát hành nó. Đây là những ứng dụng trò chuyện nên tất cả những việc đó đều khả thi. Bạn có thể điều chỉnh web Waypoint theo cách bạn đang dùng nó, theo cách mà bạn đang chạy nền tảng hiện tại.
Điều tiếp theo là chúng tôi muốn bạn tin tưởng ở Waypoint để thực sự có niềm tin đó. Nhà phát triển là bạn sẽ muốn nắm rõ mọi việc đang diễn ra. Ví dụ như Waypoint có đang hoạt động theo cách tôi nghĩ không? Nó có hoạt động như mong đợi không? Có cách nào để tìm hiểu xem Waypoint đang làm gì nếu tôi chưa nắm rõ không? Chúng tôi đã xây dựng hai lệnh cho mục đích đó. Lệnh đầu tiên là Waypoint Logs. Waypoint Logs sẽ luôn cho bạn xem dữ liệu đầu ra tiêu chuẩn của ứng dụng ở mọi giai đoạn làm việc của Waypoint. Nếu bạn đang xây dựng một tạo tác, nó sẽ cho bạn xem kết quả xây dựng. Nếu bạn đang triển khai tạo tác, nó sẽ cho bạn xem kết quả triển khai. Nếu bạn phát hành ứng dụng, nó sẽ cho bạn xem bản phát hành và sau đó bạn sẽ được xem dữ liệu đầu ra tiêu chuẩn của ứng dụng. Điều tuyệt vời đó chính là chúng tôi giúp các nhà phát triển dùng một quy trình công việc không bị lệ thuộc vào nền tảng, không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì trong Waypoint. Dù là AWS, EC2, ECS, Kubernetes, Google Cloud, Azure, bạn luôn có thể tin tưởng Waypoint Logs sẽ cho bạn xem nhật ký ứng dụng. Waypoint Logs sẽ không bao giờ thay thế nhật ký của hệ thống và ứng dụng của bạn, vì nó không dùng để lưu trữ nhật ký trong thời gian dài, không thể lọc hay sắp xếp nhật ký, vân vân. Nhưng bạn có thể dựa vào đó để xem ứng dụng đang làm việc ra sao, mọi thứ có vận hành đúng như mong đợi không. Tương tự như vậy, với cùng một cách nghĩ, chúng tôi đã xây dựng Waypoint Access. Chúng tôi biết rằng thường thì đây không phải phương pháp tốt nhất để thực thi trong bối cảnh. Lệnh Access sẽ đưa bạn vào trong bối cảnh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một shell trong bối cảnh ứng dụng đang chạy. Chúng tôi biết đó thường không phải là thứ bạn muốn làm. Thường thì bạn không muốn làm việc này mà muốn áp dụng quy trình tự động hóa giúp sửa ứng dụng của bạn nếu cần. Nhưng lúc bắt đầu, khi bạn đang gỡ lỗi, khi bạn đang tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động, chúng có hoạt động không, có vấn đề gì, Waypoint Access sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Tương tự với Waypoint Logs, lệnh này sẽ luôn có sẵn dù bạn dùng nền tảng hay hệ thống nào. Chúng sẽ luôn có sẵn để giúp bạn vận hành hệ thống của mình. Vậy là Waypoint cung cấp tính trừu tượng. Cho các nền tảng, ngôn ngữ lập trình và công cụ khác nhau mà nếu không có thì bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng. Nó kết hợp với cơ sở hạ tầng của bạn nên việc này rất quan trọng với chúng tôi. Bản thân Waypoint không phải cơ sở hạ tầng. Chúng tôi không cung cấp thời gian chạy cho bạn. Nó chỉ là Waypoint mà thôi. Nó giúp bạn xây dựng, triển khai và phát hành ứng dụng. Nó hoạt động theo cách tương tác mà bạn ưa thích. GitOps, SlackOps, CLI, chúng tôi cũng có UI nữa. Bạn có thể lựa chọn phối kết hợp bất cứ thứ gì phù hợp nhất dành cho bạn. Chúng tôi muốn xây dựng lòng tin bằng cách cho bạn thấy và cung cấp công cụ cho bạn để hiểu rõ mọi phương diện của Waypoint và bạn có thể nắm rõ mọi thứ ở mọi giai đoạn công việc. Waypoint tập trung vào xây dựng, triển khai và phát hành và cách làm việc này đơn giản hơn cho nhà phát triển. Được rồi, hãy cùng xem một ví dụ. Tôi lấy ví dụ này từ các ví dụ tổng hợp của chúng tôi. Chúng tôi có một kho lưu trữ ví dụ rất lớn. Bạn có thể truy cập vào waypointproject.io để xem những ví dụ đó. Tôi sẽ cho các bạn xem sau, không cần ghi lại đâu. Dù sao thì đây là một ví dụ về Golang. Chính xác thì là một tập tin kê khai Waypoint cho ứng dụng Golang. Như các bạn có thể thấy, tôi đang xác định giai đoạn xây dựng và triển khai. Tôi dùng lệnh Pack, Docker và Pack. Cơ bản chỉ là xác định nó là gì và làm thật chính xác. Và tôi triển khai nó tới Docker cục bộ của mình. Bạn có thể có bối cảnh Waypoint khác. Bạn có thể
bạn có thể triển khai tới Docker trước nếu muốn, rồi xem mọi thứ có hoạt động bình thường không. Sau đó bạn có thể triển khai ứng dụng vào hệ thống sản xuất. Dù sao thì mã này dành cho Docker bộ của tôi. Còn đây là ứng dụng mà tôi đang triển khai. Đây là một ứng dụng Golang đơn giản, không có nhiều tính năng, nó chỉ lưu trữ tập tin thôi. Việc đầu tiên tôi làm ở kho lưu trữ này là chạy lệnh Waypoint init. Lệnh này sẽ lưu dự án vào máy chủ Waypoint tôi đã khởi động trước đó, đồng thời cũng sẽ kiểm tra tập tin kê khai xem có ổn hay không, có lỗi hay sai sót gì không. Có vẻ như là không có lỗi và Waypoint báo cho tôi biết rằng nên chạy lệnh Waypoint up để triển khai dự án, nên tôi sẽ làm thế. Đây là điểm cuối dữ liệu đầu ra của lệnh Waypoint up. Trước đó có rất nhiều dữ liệu đầu ra về xây dựng tạo tác. Nhưng trong trường hợp này thì mọi thứ đều ổn. Tôi đã triển khai ứng dụng. Nghĩa là tôi khởi động một bộ chứa. Tôi không chỉ định phát hành ứng dụng này vì giờ nó chỉ có tác dụng là bộ chứa. Tôi không cần phải điều hướng lượng truy cập riêng cho nó hay bất cứ thứ gì khác trên máy của bộ. Không những có được dữ liệu đầu ra, tôi còn nhận được URL triển khai. Nó được tạo tự động và tôi có thể truy cập URL này và có thể chia sẻ nó nữa. Nó là URL triển khai của bạn và bạn có thể xem xét mọi chi tiết. Đến đây là hết rồi. Tôi mong giờ các bạn đã hiểu rõ Waypoint là gì và nó làm được những gì. Hãy nhớ xem phần chia sẻ từ các đồng nghiệp của tôi, các nhà phát triển Waypoint thực thụ, Ray và Jamie. Bạn cũng có thể ghé thăm trang web waypointproject.io của chúng tôi, trong đó có đầy đủ mọi chi tiết, các hướng dẫn như cách sử dụng Waypoint, tổng quan về kiến trúc, vân vân. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Mong các bạn thích sự kiện này và xin tạm biệt.